Hàng trăm người khuyết tật về dự đám cưới chàng trai tí hon ở Nghệ An. Chia sẻ niềm hạnh phúc cùng cặp đôi tí hon, Nguyễn Văn Hùng quê Nghệ An và chị Lê Thị Diễm My quê Ninh Thuận, hàng trăm người khuyết tật trong cả nước đã về dự đám cưới của họ tại huyện Nam Đàn. Sáng ngày 10 tháng 11, tại xóm Trường Sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn đã diễn ra lễ thành hôn của cặp đôi tí hon Nguyễn Văn Hùng và Lê Thị Diễm My. Đoàn đưa dâu xuất phát từ xã Kim Liên cùng đưa dâu về xã Hùng Tiến. Rồi rất đông anh em, bạn bè, thân hữu, đồng nghiệp, học trò của dâu chú rể, đặc biệt là có hàng trăm người khuyết tật trong cả nước đã về để dự đám cưới của cặp đôi này. Chú rể Hùng, 31 tuổi, cao 1m20, nặng 20kg, còn cô dâu My, Lê Thị Diễm My, 30 tuổi, cao 1m18, nặng 18kg. Cả hai đều không may mắn, có căn bệnh lùn do thiếu hormone tăng trưởng. Tuy khiếm khuyết về chiều cao, nhưng hai anh chị đều là những người nghị lực vượt qua khó khiến nhiều người nể phục. Liền, anh Hùng là giáo viên dạy tin học tại trung tâm nghị lực sống. Trong ảnh do khiêm tốn chiều cao trong lễ cưới, đôi nương được đứng trên một chiếc ghế đổ. Do khuôn viên gia đình nhà trai quá chật, ông Sĩ Thường 59 tuổi, bố anh Hùng đã mượn hội trường xóm để tổ chức đám cưới cho con. Chú rể và cô dâu cùng nhau rất mừng, rất rượu mừng hạnh phúc và trao nhau những nụ hôn thắm thiết. Trong đám cưới, vợ chồng anh chàng tí hon nhiệt tình đi chúc rượu từ mâm để cảm ơn mọi người đã về đây dự ngày vui của họ. Vui quá, cả chú rể cô dâu đều làm giá để chụp ảnh ngay giữa hôn trường. Anh Nguyễn Sinh Ngọc, 20 tuổi, quê ở Quảng Ninh, đi lại bằng đôi chân giả, có mặt tại hôn trường đã chia sẻ rằng: "Bọn em rất vui khi được về Nghệ An dự đám cưới của thầy Hùng, chúc vợ chồng thầy suốt đời sẽ bên nhau hạnh phúc." Đôi nương chụp hình kỷ niệm với những người bạn khuyết tật phải đi xe lăn, trong đó có vợ chồng của chị Nguyễn Thị Vân, một cặp đôi xuyên biên giới. Anh Hùng chia sẻ: "Hôm nay bọn em thật là quá hạnh phúc, phần thì điều kiện thời tiết thuận lợi, phần thì anh em, bạn bè, đồng nghiệp, học trò đều đến dự đám cưới rất là đông."